Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trên một chuyến xe buýt chật trội, cậu bé đang ngồi ở hàng ghế đầu thấy một ông lão bước lên xe. Cậu bé liền đứng dậy nhường chỗ cho ông lão. Ông lão lặng lặng ngồi vào chỗ của cậu. Thình lình cậu bé quay lại hỏi ông lão: "Thưa ông vừa nói gì ạ?" Ông lão lạnh lùng trả lời: "Không, tôi có nói gì đâu." Cậu bé lễ phép nói: "Vậy mà cháu cứ tưởng ông nói cảm ơn." Cả giáo Việt Nam của chúng ta có câu: "Ơn ai một chút chớ quên, phiền ai một chút để bên cạnh lòng." Thế nên ai mà phụ nghĩa quên công thì đeo trong cánh hoa hồng chẳng thơm. Có thể nói một trong những tiếng được kể là đẹp nhất trong kho tàng ngôn ngữ của nhân loại, đó là hai tiếng cảm ơn. Tiếng cảm ơn thật đơn giản nhưng lại biểu lộ được nhân cách của con người. Con người hiểu biết, con người biết tri ân, đó là con người đáng trân trọng. Dẫu biết rằng tri ân là việc phải làm, nhưng chúng ta vẫn thường ngại nói lời cảm ơn, nhất là những người thân trong gia đình. Tuy gần nhau nhưng lại rất xa, xa đến nỗi khó mà nói được tiếng cảm ơn. Vợ chồng ít nói cảm ơn nhau, con cái phớt lờ tiếng cảm ơn với cha mẹ, cha mẹ lại càng ít cảm ơn con cái. Ra đường ngoài xã hội, người ta cũng có muôn ngàn lý do để khước từ tiếng cảm ơn. Thật đáng lòng khi những người lớn lại ít làm gương cho trẻ nhỏ về hai tiếng cảm ơn. Thật đáng buồn khi bao kẻ ăn chưa xong đã vội chùi mép quẹt mỏ như gà, không chút ngượng ngùng ăn quả quên người trồng cây. Họ chỉ là loại qua cầu rút ván, vòng ngân bội nghĩa. Xã hội duy vật vô thần đã sản sinh ra những hạng người vô cảm, bạc nghĩa và vòng ngân. Hai chữ cảm ơn đang ngày càng mai một trên cõi đời. Xã hội mất dần những nghĩa cử cao đẹp của lòng biết ơn và vị tha. Thiên Chúa là đấng trọn lành, Ngài cắt xẻ cuộc đời của mỗi người chúng ta bằng ân phúc của Ngài và công đức của biết bao nhiêu người. Ngài ban cho chúng ta những điều tốt đẹp, Ngài tạo dựng muôn loài để phục vụ con người. Chúng ta được dựng nên để hưởng dụng mọi gia sản của Ngài. Dù con người bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương. Nhưng có mấy ai biết khiêm tốn nhận ra ân ban của Chúa để dâng lời cảm tạ? Có mấy ai nhận ra tình yêu của Chúa để sống đời tri ân? Điều Thiên Chúa cần với con người chính là sự khiêm hạ. Sự khiêm hạ giúp chúng ta không chỉ biết uốn mình mà còn uốn lòng tôn thờ Thiên Chúa. Sự khiêm hạ là dấu chỉ cho thấy chúng ta biết mình với những giới hạn yếu đuối mỏng giòn, nhưng Thiên Chúa đã làm biết bao kỳ công. Và sự khiêm hạ giúp chúng ta sắp mình thờ lạy Thiên Chúa và tôn vinh Ngài. Đây cũng là điều mà người phong hủi trong tin mừng hôm nay đã làm. Lòng biết ơn của anh không dừng lại ở việc cảm ơn, anh trở lại sắp mình thờ lạy tôn vinh Thiên Chúa. 9 người kia đã không quay lại, nhưng số đông không là tất cả, số đông không phải là chân lý. Lương tâm và lòng khiêm hạ đã thúc đẩy anh trở lại để cảm tạ tri ân đấng đã cứu giúp anh. Lòng khiêm hạ là nhịp cầu để anh đến với Chúa trong niềm tri ân. Trong cuộc sống, lời tri ân có cần sự khiêm hạ. Khiêm hạ giúp chúng ta nhận ra công đức của tha nhân, ân sủng của Thiên Chúa để biết sống tâm tình tạ ơn. Khi kiêu căng,
chúng ta chỉ nhìn thấy tài năng, công lao của chính mình mà quên rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Khiêm hạ giúp chúng ta biết ơn đấng tạo thành và đồng loài của mình. Nhân loại đã mất tròn mất dẹt khi thấy Việt Nam chúng ta có cơ quan phòng chống thiên tai lụt bão, hay nghe câu bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Các thầy cô vẫn lấy đó làm ví dụ để nói lên sức mạnh của con người, nhưng đó chính là hoài bão vô vọng và kiêu ngạo mà thôi. Con người vẫn hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên. Lao nhọc của con người cũng chỉ là dã tràng xe cát. Nếu không có sự quan phòng của Thiên Chúa, nếu trời không cho mưa thuận gió hòa, vì như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Chúng ta tưởng rằng sức khỏe của chúng ta là do luyện tập mà có. Thực ra nhiều người còn khổ luyện hơn chúng ta. Trí tuệ chúng ta là do học hành mà có. Thực ra nhiều người học hành còn nhiều hơn chúng ta. Chức vụ chúng ta là do tài năng mà có. Thực ra nhiều người còn tài năng hơn chúng ta. Dù có niềm tin hay không đều phải khiêm tốn, nhìn nhận lộc trời thật cần thiết cho con người. Lời cầu lạy trời mưa xuống vẫn là lời cầu chân thành của con người qua mọi thời đại. Lời tạ ơn vẫn là lời khiêm hạ của con người phải có để dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Hãy nhớ mọi sự chúng ta có là ân ban của Chúa. Hãy tạ ơn và sấp mình thờ lạy tôn vinh Ngài là Chúa của chúng ta. Hãy khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của mình. Không có gì tình cờ, không có gì bất ngờ. Tất cả là hồng ân, tất cả là thánh thần. Thiên Chúa quyền năng, yêu thương, quan phòng mọi sự. Hãy tạ ơn Ngài. Cuộc đời của chúng ta được kết dệt nên bởi ân chúng của Thiên Chúa và công đức của biết bao nhiêu người. Xin cho chúng ta biết nhận ra giới hạn của mình để sống khiêm tốn, biết tín thác và tạ ơn trời, cảm ơn người. Và xin cho tất cả mỗi người chúng ta biết tạ ơn Chúa, biết tôn thờ Ngài, biết cảm ơn người bằng thái độ sống bác ái, yêu thương và phục vụ của chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta biết dùng chính đời sống bác ái yêu thương của mình mà làm chứng cho niềm tin của chúng ta và diễn tả cho tình yêu của Thiên Chúa, và biến cuộc đời của chúng ta trở thành bài ca ca ngợi Thiên Chúa, ca ngợi ân sủng của Ngài và ca ngợi công đức của biết bao nhiêu người. Amen.